Anh Nhung xin chào mừng tất cả các bạn Và đây là video thứ 14 của loạt giải đề EBS Tobit của năm 2023 để hỗ trợ cho các bạn thi À, và nó liên tục với cái video thứ 13 thì đây sẽ là video nói về các cái dụng cụ cũng như là cái cách thức để mình bảo vệ cho mình được an toàn trong công xưởng khi bạn đi theo những cái ngành như là sản xuất chế tạo hay là nông nghiệp và đặc biệt là ở đây thì nó là sản xuất chế tạo các bạn nhé và nhất định những câu này chúng ta phải học như video thứ 13 thì đã nói bởi vì sao đây là liên quan đến cái cuộc sống của người lao động bên đây cho nên chắc chắn đề thi năm nào cũng sẽ có thi ha và nhớ rằng mỗi cái gợi ý của thầy các bạn nhớ xem video kỹ đi kỹ lại để chúng ta có những cái à, chiến lược giải đề cho các mình nhanh nhất đúng nhất để chúng ta đậu được vòng 1 của kỳ thi 2023 và bắt đầu video này video thứ 14 chúng ta sẽ đi giải một cái câu mà không phải là câu khác và đây là một cái câu gì các bạn đi tìm cái câu mà có cái bảng có quan hệ với cái nội dung người ta nói như vậy nó sẽ đơn giản hơn cái video thứ 13 bởi vì sao cái đây chúng ta không cần phải dịch liền 1 2 3 4 là chulak y là cái gì các bạn? Chulak y là cái gì ha? Chulak tui, mori sim gọi là quý hôm trong ni thùng thanh đi đã Hãy thử xem cái cách của thầy để xem các bạn có thể ứng dụng nhanh được hay không nhé. Và cũng nhớ rằng chúng ta có cặp từ đi theo sau một danh từ đó là Nhớ nha, đây là trợ từ dành cho tân ngữ Phía sau thường sẽ là một động từ hành động đúng không? Nghĩa là chủ ngữ nào đó thực hiện cái hành động này Cho nên hãy tập trung vào chữ Linh để đi tìm ở đây chúng ta sẽ có chữ hình linh và đây là mori sim mori sim như vậy hình một không có nói về cái mori hình tiếp theo dễ cái chân không có nói về mori hình này nói về cái tay không có mori vậy đáp án sẽ là câu số 2. nếu dò kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy có an mo nhất định phải có đội cái nón bảo hộ như vậy mori sim là bảo vệ cái đầu thì nhất định phải có an chon mo của cái video thứ 13 thầy nói rồi an là an toàn an mo là nón bảo, bảo hộ nón bảo hộ nón bảo vệ an toàn đấy chúng ta cứ vậy thôi để đỡ mất thời gian các bạn nhé và ở đây nó nói gì đây moriwera ở trên đầu toshima sipsyo ta là cẩn thận hãy cẩn thận trên cái đầu anjo morino sipsyo nhất định phải đội nón bảo hộ ok rất là đơn giản đúng không rồi tiếp nha chúng ta sẽ có câu 7, 6, 9 để chúng ta kiểm chứng cái điều thầy nói nha. Ở đây cũng là một câu gì đấy? Một câu mà câu khẳng định đúng không? Cũng giống câu hỏi của câu 7, 6, 8. Đó là ừ, tìm cái bản có quan hệ với cái đoạn văn người ta hướng dẫn. Như vậy chúng ta cũng sao? 1, 2, 3, 4 không quan tâm ha. Sưng găng ghi là gì? Thập sưng kim chi là gì? Uồn tôn nghi thù xim là gì? Thông nghi thù tôn là gì? Nặc khá đơn hôm là gì? Là gì? Là gì? quan tâm bây giờ cứ y như thầy nói hồi nãy chúng ta đi tìm cặp từ có linh ở đây hay không đây an đúng không nó bảo hộ rồi xong có chữ gì luôn mò đi cái đầu như vậy này không có rồi này không có rồi này không có rồi như vậy cái đầu đây à, chúng ta sẽ chọn cái chữ mò đi an nó bảo hộ và thầy sẽ dịch câu này nhé Ikosen ở nơi đây e quote ha chứ phải là e cọt nha e cọt là cái này còn này là e quote đó là nơi này quy hệ ở trên muốn có đi thọ ro chín suy nên quy của sim là cái nơi nguy hiểm mà có thể đồ đạt nó rớt thành thứ nhất định anh chân mùa đêm sạc cung hỏi gió mò ro mò đi đế u hồ hề à hâm phải bảo vệ cái đầu bằng cách là đội nón bảo hộ ok rồi chúng ta dễ dàng ha rồi bây giờ chúng ta khi nãy thì quên giải thích những cái bảng cho các bạn ở câu 769, 768. Bây giờ coi nè, chú lắc chú ý, coi là chú ý rớt té. Chú lắc là mình mình bị rơi xuống, chú ý là chú ý. Mò đi chô sim là bảo vệ cái đầu. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta có quy hôm là nguy hiểm các bạn ha. Trần ký chô sim, trần ký là điện ha, cho sim hãy cẩn thận điện rồi trồng nhi trồng tôn là sao ở đây ý ta nói là làm việc xong các bạn phải trùng ni trồng tôn nghĩa là sắp xếp ngăn nắp lại những cái dụng cụ mình đã làm rồi xương găng ghi là cái thang gì bạn thang máy mà trong những cái công trường á thang vận chuyển hàng hóa thập xưng cung chi cắm cắm đu đeo theo ha cắm lên đi theo rồi quý hâm chìa đây là khu vực nguy hiểm ung tôn ý ung ung tôn ý chú xem cẩn thận hầm hố trong ni trùng tôi mới giải thích khi nãy đúng không? Đó là gì các bạn? Uhm, sắp xếp đầu đạc dụng cụ làm sau khi làm xong cho nó ngăn nắp. Nakar home có nghĩa là chú ý nguy hiểm cái gì nakha là cái vật rơi. Ok. Như vậy chúng ta đã nhanh chóng xong được nội dung của video thứ 14 và nhớ rằng hãy bấm like nếu như các bạn thích và ủng hộ tinh thần bằng việc là kêu gọi mọi người cùng vào xem trang của thầy nhiều nhiều các bạn nha rồi chúc mừng các bạn sẽ thi đậu hoặc là học tốt của kỳ thi này để chúng ta có thể thực hiện được giấc mơ qua Hàn Quốc nhanh chóng anh nhân kêu